Vương Nhất Bác bị phát hiện mặc chung quần với Tiêu Chiến công khai đi ra đường. Đây chẳng phải là lần đầu tiên người hâm mộ của cặp đôi Nhất Bác Tiêu Chiến phát hiện ra hai anh chàng có chung sở thích xài đồ giống nhau. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một trong số những cặp đôi được khán giả yêu mến và ship cặp tới tận bây giờ sau dự án Trần Tình Lệnh từng gây bão năm 2019. Cũng từ dự án này, cả hai được người hâm mộ đẩy thuyền là một trong những cặp đôi huynh đệ đình đám nhất làng giải trí xứ Trung. Tuy không thường xuyên gặp gỡ, fan vẫn niềm tin vào những phát hiện của mình về mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bài đăng về nghi vấn Vương Nhất Bác mặc quần của Tiêu Chiến khi ra ngoài. Cụ thể, trong hình ảnh được đăng tải, Vương Nhất Bác diện trang phục đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút nhờ thần thái lạnh lùng. Tuy nhiên, chiếc quần jean mà nam ca sĩ mặc lại khiến fan đặt ra nghi vấn chính là đồ của Tiêu Chiến. Trong một hình ảnh cách đây khá lâu, Tiêu Chiến cũng diện một chiếc quần jean tương tự. Đáng nói, vị trí và đường rách trên chiếc quần lại rất tương đồng với chiếc quần Vương Nhất Bác mặc. Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang sống chung cùng nhau. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng người hâm mộ đã phát hiện ra hàng loạt chi tiết chứng minh cho giả thiết này thông qua sự trùng hợp từ các vật dụng background. Trên thực tế, đây không phải lần đầu hai anh chàng bị bắt gặp xài chung đồ. Cả hai từng có rất nhiều concept giống nhau đến bất ngờ. Thế nhưng mỗi bộ trang phục khi cả hai khoác lên đều mang một dáng vẻ riêng biệt. Ví dụ như với chiếc khoác màu be có họa tiết hình học, trong khi Tiêu Chiến mang vẻ đẹp dịu dàng, thư sinh, Vương Nhất Bác toát ra phong thái chất ngầu lạnh lùng khi đeo thêm phụ kiện mạ vàng. Hay như cả hai cùng sở hữu chiếc áo khoác denim dáng ngắn màu sáng có chi tiết khuy to bản. Với item này, Vương Nhất Bác phối với áo phông, còn Tiêu Chiến chọn mặc cùng sơ mi kẻ ngang vô cùng cuốn hút mà không kém phần trẻ trung năng động. Thời trang sân bay của cặp diễn viên điển trai có sự tương đồng khi cả hai đều ưa chuộng phong cách hip hop rộng rãi và thoải mái. Hai chàng trai khá thích những màu sắc tối trung tính như đen, trắng, xanh rêu. Bên cạnh đó, họ đều có thói quen đeo khẩu trang kín mít khi ra sân bay, tránh lộ mặt gây chú ý. Cả hai cũng thường xuyên diện đồ đơn giản mang phong thái dịu dàng ấm áp của vị tiền bối điển trai bước ra từ ngôn tình khi mix áo phông trắng cùng sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài. Qua việc thường xuyên trùng lặp trang phục có thể thấy, cặp đôi có sự tương đồng về tính cách và sở thích chọn trang phục. Cứ vậy bảo sao người hâm mộ không thể ngừng ship. Trên thực tế, chẳng phải tự nhiên mà nhiều người hâm mộ lại thích thú khi ship hai anh chàng này với nhau. Đơn giản vì khi hai người này ở cạnh nhau luôn tạo ra một cảm giác chemistry tốt đến kỳ lạ. Từ những clip hậu trường được đoàn làm phim Trần Tình Lệnh tung ra, các fan cảm thấy vô cùng thú vị khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên nghịch ngợm, trêu chọc lẫn nhau. Khi được hỏi về điều vui vẻ nhất khi quay Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác không ngại ngần khẳng định điều thú vị nhất là đánh Tiêu Chiến. Có thể nói mặc dù Tiêu Chiến sinh năm 1991 lớn hơn Vương Nhất Bác đến tận 6 tuổi nhưng đàn em không vì vậy mà nhường nhịn đàn anh. Cả hai thường xuyên gây hấn, đánh nhau không quan tâm người xung quanh. Tiêu Chiến từng nói, tuyệt kỹ độc quyền của tôi chính là miệng. Sở hữu mồm miệng nhanh nhạy và lanh lợi, tôi có thể nói chuyện sống thành chuyện chết, nói chuyện chết thành chuyện sống. Mỗi ngày trên phim trường Boblo Bala chính là vũ khí của tôi, nên Vương Nhất Bác đấu võ miệng không lại Tiêu Chiến thì chỉ có thể động thủ mà thôi. Nhìn thấy cảnh hai mỹ nam đánh nhau như trẻ con, người hâm mộ dĩ nhiên dở khóc dở cười. Có ý kiến bày tỏ Tiêu Chiến chỉ đóng một bộ phim, nhưng chắc số lần bị đánh còn nhiều hơn 28 năm cuộc đời. Nhân gian có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau. Ngoài ra, fan còn so ra được chi tiết đa số trong những khoảnh khắc Vương Nhất Bác chụp hình cùng đồng nghiệp nữ. Anh luôn giữ thái độ lạnh lùng ít nói và hiếm khi cười. Dù rằng lạnh lùng là thế, nhưng Vương Nhất Bác lại thường xuyên mỉm cười vui vẻ trước Tiêu Chiến. Chính vì động thái này của anh chàng khiến fan couple Bác Quân Nhất Tiêu cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Hiện tại, dẫu cả hai đều có sự nghiệp rực rỡ riêng, việc tái hợp quả thực rất khó. Nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng rằng cặp đôi vẫn giữ liên lạc, luôn quan tâm, coi nhau như bạn bè tri kỷ và hy vọng sẽ sớm nhìn thấy hai anh chàng chung một khung hình trong bất kỳ một sự kiện nào.